chưa tới đây là em chỉ muốn chết thôi á, thiệt chán. Em đi nhiều chỗ lắm rồi. Rồi nhà đâu mà nhiều chỗ? Nhà Bình Chánh. Bình Chánh đây hả? Ok. Rồi giờ hiện tại là cái khó chịu nhất là cổ. Dạ, hiện tại là cổ với hai cái tay. Ừ. Cái lưng. Ừ. Cái này thì đi không được. Rồi. Đi thử. Đi thử coi đi không được vậy. À, đi chậm chậm vậy đó. Dạ. À, đi nhiều nó đau cái gối đúng không? Dạ, đứng nhiều thì nó đau. À, đứng nhiều nó đau. Dạ. Ok. Rồi đi lại đây đi. Rồi hai cái đầu gối có nóng lên không? Dạ nóng. Nóng, nóng thì còn sưng. Đúng rồi. Nóng cái gì? Nóng cái này. Sờ vào nóng. Cái cục này nó có lúc nó chạy tới chạy. Hiểu rồi. Nó chạy hiểu rồi. À, cái trường hợp này là do tắc cái van tĩnh mạch và nó bị viêm viêm cái tĩnh mạch đó vậy đó ơi ráng nhịn ăn như cái cô nương còn rẻ lắm. Kinh khủng khiếp. Đầu đến nhìn tội lắm à, nhăn tội ghê. Cái này giờ cái cổ nãy là một cái cổ như cái cổ quả chè. Mà sao thì chị chứng kiến thấy sao? À, nãy nhìn thấy quả chè bây giờ thấy mùa xuân tơ đã tới rồi. Tới tươi như hoa rồi. Cười cười xinh. Hốt đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858 800 2299 hoặc 0937 853 823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.